Sau đây là kết quả xổ số thành phố Hồ Chí Minh thứ Bảy, ngày 18 tháng 2 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5, 7. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 8, 6. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2859, 3207, 8368. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 3356. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 26964, 43846, 03563, 31518, 21828, 47048, 88422. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 59274, 89975. Giải 2, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 00678. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 05798. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 901193. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 901193.